Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ Momo nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nữa. Đó là sự kiện Melody iRock. Đây là một cái dự án sẽ có phần thưởng lên đến 51 BNB. Phần thưởng thì sẽ có 30 Genesis Blind Box, tức là những cái box bí ẩn tương đương với một box là có khoảng 1,7 BNB nhé, giá trị. Thời gian sẽ là từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 mọi người nhé, thì mọi người có thể tham gia dự án này. Thì dự án này ấy, thì sẽ có 25 người ngẫu nhiên thì các bạn sẽ nhận được 25 chia sẻ 25 cái blind box đó, tức là 25 random, cũng như là năm bạn giới thiệu nhiều bạn bè nhất ấy, thì các bạn sẽ nhận được là 5 blind box nhé các bạn nhé. Chú ý này, các bạn sẽ phải sử dụng link giới thiệu của bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong bot để mời bạn bè tham gia. Càng nhiều tham gia thì các bạn sẽ nhận được top 5 thì sẽ nhận được thêm bot. Green bot thì sẽ được gửi đến cái người tham gia trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện. Các bạn cũng đừng quên tham gia vào cái Discord Việt Nam và tích vào cái cờ của Việt Nam để chúng ta verify tài khoản nhé. Chỉ những người làm đúng yêu cầu thì chúng ta mới có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy nhé. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái sự kiện này nhé. Các bạn sẽ ấn vào đây, chatbot cho mình nhé. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái phần detail ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ vào đây. Facebook này. Nhiệm vụ đấy chúng ta cần phải làm. Chúng ta theo dõi một cái Twitter nữa này. Ở đây là panel Twitter thì mọi người theo luôn và join lại cái Twitter này. Tiếp theo nữa ở dưới là chúng ta theo dõi Ninja, iDrop Ninja Group, YouTube, channel, hai cái channel Telegram nhé. Mọi người ấn vào join. Quay lại thì mọi người join group tiếp này. À, cái này mình hơi bị đầy rồi. Rồi, ok. Chúng ta ấn vào check này. Join iDrop này. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào là submit nhé. Telegram group các bạn đã theo rồi thì mọi người ấn vào don cho mình nhé. Tiếp theo là chúng ta theo dõi Mary cái Twitter. Ở đây. Đâu nhỉ? Đây. Ở đây chứ. Đúng rồi. Chúng ta vào phần profile, mọi người copy lấy cái link profile cho mình này. Mọi người paste vào đây nhé. Discount thì mọi người sẽ vào trong phần đây. Chúng ta ấn vào Accept Invite nhé. Nói chung là yêu cầu các bạn phải có một số tài khoản trên mạng xã hội nhé. Twitter, Facebook này, YouTube này. Mọi người ấn vào đây. Chúng ta ấn vào Complete cái này nhé. Submit này. Verify thì mọi người vào cái chỗ Verify này. Mọi người tích vào cái chỗ Việt Nam nhé. Rồi, ok. Đấy, như thế thì chúng ta xem là họ yêu cầu cái gì. Tên thì mọi người sẽ vào đây copy lấy tên nhé, chúng ta paste vào đây. Đấy, ở đây là Facebook. Facebook thì mình vừa mới thích xong cái trang của họ rồi thì chúng ta thích luôn cả một hai bài viết ở trên này nhé. Rồi chúng ta sẽ quay lại phần profile này. Chúng ta copy lấy link profile, paste vào đây nhé. Cuối cùng là chúng ta sẽ submit cái ví. Ví chúng ta sử dụng là ví BEP20 nhé. Ví BEP20 chúng ta có thể chúc ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask đều được. À, ở dưới này thì chúng ta đã theo channel rồi, chúng ta ấn Don thôi. iDrop thì chúng ta iDrop có cái phần phần này nhé. Của iDrop Town thì các bạn sẽ flow đi. Sau đấy thì có một cái bài viết này thì mọi người ấn vào like này. Red Twin thì mọi người ấn vào với qua từ tweet nhé. Chúng ta ấn vào một số cái bình luận. Tại vì là chúng ta phải ghi cái status của mình nhé. Chúng ta tag một số bạn bè vào nhé. Rồi, cũng được, không sao cả. Đấy, chúng ta ấn vào view cái bài viết này. Đấy, chúng ta ấn copy. Và đây thì mọi người submit cái link vào đây cho mình. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể theo dõi một số cái group này để chúng ta gửi những cái câu hỏi mà chúng ta quan tâm đến cái chương trình iDrop. Thì cuối cùng nữa ở đây thì chúng ta ấn vào balance này.
Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là link rep này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè này. Đấy, ok chưa mọi người? Đấy, chúng ta sẽ check qua một ít thông tin về dự án Memory. Những cái này xong rồi thì mọi người có thể tắt đi nhé. Sing to earn nhé các bạn nhé, dự án này về hát, các bạn hát sau đấy là có thể kiếm được tiền, hát càng hay thì kiếm được càng nhiều. Đấy, giọng ca vàng trong làng gì nhỉ, nuốt đĩa. Ở cái dự án này thì cũng tiềm năng đấy mọi nhờ, mọi người nhờ, cũng như kiểu cái dự án đi bộ kiếm tiền đấy, more to earn đấy, cái trend vừa rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trend là vừa hát vừa kiếm tiền. Phải không mọi người? Cũng có cả NFT các thứ nhá mọi người nhá. Đấy. Cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đang tìm kiếm cái NFT đấy. Nó sẽ có đâu nhỉ? 25 đây. 1,7 BNB một bảng. Tiếp theo nữa là top 5 thì các bạn sẽ được một cái Blue Book nữa. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái dự án Melody iDrop. Cái dự án này sẽ có 30 NFT dành cho top 5 rep cũng như là 25 random. Thì bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì mọi người có thể đăng ký và làm theo hướng dẫn của mình để tham gia dự án nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.